Quá trình phục hồi của doanh nghiệp này cũng đang đối mặt nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động và những khoản thuế, lãi vay ngân hàng được gia hạn đến kỳ phải thanh toán. Dù lãi suất điều chỉnh giảm, nhưng doanh nghiệp vẫn không được tiếp cận bởi không thuộc khách hàng mới. Nguồn vốn vay trong dài hạn để tái đầu tư chiếm một phần rất lớn, trong khi lãi suất lên đến 12-13%. Nguồn vốn vay ngắn hạn đến thời điểm đảo khế vẫn không được điều chỉnh giảm lãi suất như hiện hành. Thưa ngài, nếu như những cái khách hàng mới thì ngân hàng sẽ có cái chính sách ưu đãi để thu hút khách hàng về lãi suất. Tuy nhiên là đối với những cái khách hàng cũ, những cái khoản vay cũ mà cần phải đảo khế thì lại khó tiếp cận hơn về cái lãi suất ưu đãi đó, hoặc là nó vẫn nâng cao hơn so với cái mức ưu đãi đối với khách hàng mới. Đó thì chính là những số cái mà bất cập đối với những cái doanh nghiệp có những cái khoản vay cũ tại ngân hàng. Thị trường biến động, sức cầu thị trường yếu, trong khi nguyên liệu đầu vào còn cao khiến cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Nguồn vốn dần cạn kiệt, trong khi lãi suất dù giảm nhưng vừa chậm vừa nhỏ giọt lại ràng buộc thêm nhiều điều kiện khiến cho doanh nghiệp khó xoay sở. Trường hợp như doanh nghiệp này, dù nguồn vốn lưu động lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn đang chịu lãi suất cao, nếu giảm doanh nghiệp buộc mua bảo hiểm. Cái điều này điều rất là bất cập. Ví dụ như người ta đưa ra một cái lãi suất là 8% chẳng hạn, nhưng mà nếu mua bảo hiểm thì chúng tôi sẽ được trừ đi khoảng 0,7% đấy để hạ cái lãi suất, nhưng thực chất tổng cuối cùng vẫn là ở mức cao. Mặc dù dư thừa thanh khoản, lãi suất thấp nhưng cầu tín dụng rất thấp. Tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 4,7% so với cuối năm 2022. Thực tế thì hiện nay nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất, thậm chí là phải đóng cửa, ngừng hoạt động vì thua lỗ, dẫn tới nhu cầu vốn vay giảm. Bên cạnh đó, nguồn lực của doanh nghiệp bị cạn kiệt, dẫn tới việc các doanh nghiệp không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng. Và ngân hàng cũng không thể tự ý hạ tiêu chuẩn, giảm các quy định điều kiện cho vay để đảm bảo an toàn hệ thống. Do cái tình hình kinh tế thì dẫn đến là cái nhu cầu vay vốn nó cũng hạn chế. Và vì vậy thì chúng tôi phải đi tìm kiếm khách hàng. Nếu mà phù hợp, mà đúng đối tượng và đúng cơ chế thì chúng tôi sẽ thực hiện miễn giảm các cái lãi suất cũng như phí cho họ. Còn về cơ chế của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không giảm các cái điều kiện vay vốn. Chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm túc về cái tiêu chuẩn điều kiện vay vốn thôi. Hạ lãi suất là cần thiết trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là dòng giá rẻ đến được với doanh nghiệp, đúng vào lĩnh vực sản xuất ưu tiên, qua đó hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế. Điều này phụ thuộc vào các giải pháp hỗ trợ, quản lý dòng vốn và mục đích sử dụng dòng vốn của các ngân hàng.